trên biển ỏng Hạc Dương, nên văn hóa vào ma cá hùa chờ, cánh cá trường khổng để tủng tôm trên cài lại chùa đơi, vào ma ý nghĩa vì rằng luôn tà mai nhận danh luôn giỏi trang, nét kín liêm rú khổng phủ nhinh, cánh là luôn trứng mài, hở luôn Hạc Dương khổng đôi báo xào. Ăn chính là khăn biểu khổng chứa côn tay. Cuồng nên văn hóa vào ma tháo xỉn sửa nửa nung khổng chủ trợ quân Việt Nam đầy tu họ tháo xỉn sửa khổng phủ nhinh trợ quân tay tháo xỉn sửa hôm mi sửa gòm hạt nửa dài eo kheo xỉn đầm cò dệt khăn chăn tướng tổ eo khổng ơi nòng phủ nhinh phổng đỉnh bu bóng côn qua cắp trợ quân đờ bồn giòn xưa cuồng tháo xỉn sửa nỉ mi lẻm khăn piều hừa giòn trang phục đó là chiếc khăn piêu đầy sắc màu độc đáo. Nói đến y phục của phụ nữ Thái mà đặc tô họ tháo xỉn sửa khổng phủ nhinh chữa côn tay lần xưa là côn tay đầm và bóng tô họ khăn piêu là bóng hê tục nò khăn piêu măn cực bền luông bồn giòn cuồng tháo xỉn sửa bờ và măn mi lai bó tổ cấy bò cánh tổ cấy bò măn chăn bờ và mi hòn hòn đành cò men màu vài chuôn chở chủ côn bổng chở họt bờ và hau le khẩu mưa măn le lá khăn piều có neo nằn khăn piều cạt kiên cắp lên văn hóa khổng chữa côn tay piều ăn là luông trứng mài hở phát cốt măn vừa bùa tời ý nghĩa hở ở nòng phủ nhinh cạt kiên sở trầm cắp văn hóa pít má kế phát hà nó khổng côn tay nặng khăn piều chơ đờ cò mi hún phát cốt côn tay cò nhăng mi lại luôn trứng mài bờ và mi khẩu cút nặng tinh hơn nặng tròm hơn cò bừa neo nặn khăn biểu đầy đủ lò luôn trứng mài vào mắt văn hóa chữa côn tay biểu lò trừ khổng cò bó cò bó nừng măn ha mi nặng bá bu té chơ he mi phủ côn chữa côn tay cỏ hình cánh lết ảo phát cút ma phát cút măn khò tầng hồng đầy sổ phát cút dệt hún hồng côn tay e táo ma té mở chầu sơn hằn tàu hoạt khay sau cỏ ảo hún ảnh phát cút nằn dệt bền hún ảnh trứng mài hẳn hen văn hóa hồng chữa côn tay bưng mở nỉ hươn bà bỉ thị vương có đàng khẩn khang hở hạ phùa hở làn nhinh chầu cuồng chư bưng phủ trai nặng cuồng chú hươn có khơn lò phía sàng bánh hớt rào hư ở nòng phủ nhinh cuồng chú hươn có tỏ hôm vầy xíu sồn dệt biểu bưng pha biểu chăn đầy dệt thí may ảnh chi là luôn nhàn danh, luôn giỏi trang sắc chóng, khổng phủ nhinh, bừa và nếu họt mở cưới đồng và mi lại vá biểu chăn, hư ảnh cò tàng nà. Hở phủ nhinh, phái hơn nhinh, suốt tỷ quý banh, khai nì thảo kế leo, cò xíu sồn biểu cò báo chăn lại đẩy chỉ bó hở lù lằn xíu sồn khu nì xuất tì quản trọng bừa và mử đờ họt mử cưới đồng và bóng mi biểu hư báo đầy và chú hơn tang phùa lại côn hư cò dệt đầy cá hỏi pha biểu e hở lù làn chầu
đầy hơn phùa hạc banh, hơn nhường dê đầy lại phá biểu. Hơn bà vương, mi lại phủ nhinh, sức hẳn việc dê khăn biểu, hờ bưng khôn cuồng chúa hơn, có bóng mít lại gian lèo. Nhang đối các phủ nhinh, nhà ước hừn, cuồng chúa hơn nừng, mi nòi côn, hư cỏ đầy. Chóng hanh dệt lại phá biểu, trắng tay phái hơn phùa đủ đi. Vậy dệt leo phá biểu nưng, hư phụ nhinh xào chữa con tay, tẩy mỹ giáo xàm bườn, phải dệt, phải xíu dồn. Khăn biểu, bảo sơn to, mi luôn hựa giòn khăn chăn, mặt nhăn trứng chành hẳn luôn sỏi tràng sắc chóng, không phụ nhinh. Phụ nhinh chữa con tay, té xếp xàm xếp xí bì, cò đầy hù dệt, khềm dệt mày, hù xíu sồn, bắn phải. Khăn biểu không chữa con tay, bóng xuấn to, măn dệt mết hựa giòn cá vá biểu, măn trắng dệt đầy xíu, cá sòng nang biểu nằn. Do bà truyền cho mẹ, mẹ truyền cho con gái từ thế hệ về xíu sồn biểu có đầy trên cái té chùa đới thì họ chùa đới rằng đầy mú êm mú bà ý vậy chỉ bó hạ về xíu sồn thành từng nhóm ba hoặc bốn đường song song giữa các nhóm tín sáo còn được trang trí thêm những hình biểu hư cỏ chi đầy dệt côn qua mày đành mày lường mày khèo mày đón sớ cằn măn trắng chằn. Mới trông thì nó là cái hình kỳ hà. Bưng khẳng hún nì, hư măn cò, suốt tì, le chằn tà. Nặng càng nì, măn mi hún, lưng dệt, ẩu mày đón dệt, cánh bưng lô, him nằn, lô nàng, đầy xíu sùn, lại tàng mày hưa giòn xưa. Nguyện vọng muốn có cơn mưa của họ. Thì cái này chính là cái biểu tượng. Nàng cuồng va biểu nì, bỏ mẹ cò ép vào ma, lang phở chả mon khỏng chào, cuồng buồn kinh thế rú. Dù sáng tạo như thế nào, thì một chiếc khăn piêu của người Thái cũng không thể thiếu ba loại hoa văn là tà leo, cút piêu và sai phép. Tà và ngắm bùn sương sư, ha và cuồng va biểu khỏng chừa con tay, cò báu sương đờ đút thiếu đầy sàm lai bó, ăn lọ tà leo, cút biểu, cánh sải banh. Khẳng cút biểu ăn lò vào ma phát cút côn tay khé lò cút lò ngòng chính lò quốc môn ăn măn lò luông trứng mày vào ma hở khẳn biểu mi đồi mi kỳ lá cằn côn ké cánh hở côn hê mi phùa côn mi phùa cánh vào ma văn hóa thứ sòng chính là tà lèo là trường cẳn tơn phì sàng thứ sàm là vòng ma giải banh hôm mi khẳng giải nưng phái sòng nàng bèo nì măn mi xương màu lường hư và màu đón em xe sợ thành vóc hoa dâu nòng xé mày bền hún bó nòng tắm hú bền va phải nòng xào lại mòn bền màu lường côn tục tùa chủ bàn chủ phường tà soi bừa ép hở đầy nòng xíu biểu té lại chùa đôi ma luông hạc sườn khòng phủ nhinh nặng phòng tiền pu cánh trai báo bòm tàng gốc té va biểu lại lá ngắm cuồng chờ báu và bình khó khó đầy bỏng phá sở cuồng phá biểu có người mới chín đôi mươi để đi tìm hiểu à nằng bản lòng mi chơ xếp cầu sao bì hư cò sáo hù mặc men quén quam cằn chơ bưng lòng cò khắm khẳng khen hư nhinh xào hư khắm phá biểu chơ nằn cò hạc sườn cằn trắng nhôm sòng phá biểu hạc cằn tôi yêu anh và tôi đặt anh đến phá biểu hư măn trứng chành ăn chính là luông trùng tó cù mặc mưng mưng mặc cù cánh vào ma làng nì chiếc cạt bền phùa bền mía ăn nì chính là tàng trương chào hèn vào hở
chủ côn hủ phủ nì hư cò mi côn hạc sườn heo báo đầy mi lại báo ma tòm. Đối với người Thái, đối các bò mè chữa con tay và biểu bò sơn to lò tàng trường vài bốn nhăn lò luôn ép vào suốt tỷ quản trọng vào ma đơi kín rú văn hóa lềm khàn biểu khòng ửa nòng cò vào ma buồng kín đơi rú bá bu cạt kiên phủ côn cánh bưng côn bằng biến biến hạ côn tay hư chơ mê đơi xìa hư mi cỏ heo nưng nặng mô mạ hư cỏ vầy áo bèo vầy nặng hẳn ăn chính lò bón biểu bông va biểu bình hồng họ xong chơ côn mê đơi xìa cỏ biểu biểu vầy. Ngay từ khi sinh ra đến lúc về với con ngày tế chơ ó xình tàu họ chơ bằng biến biến hà bưng pha biểu cò xuất tỷ quan trọng cánh tàm thòi cá chùa đơi phủ côn tay bưng mở nỉ chơ nà vỉa hài na đàng cuồng sàn thầy giang xòm bưng lằng hơn hàn nàng bàn làng quỳnh cò hền ai hòm lau xá khẩu tàn đón cánh cả tiên các bưng bay xe vong phòn nương liềm khẳng biểu khổng ở nòng cò đẩy xe cùng bưng bay xe vong tây bắc khai nì có mít lại luôn biển mở mẹ nằm làn quỳnh cò mi sương lại bày ha và va biểu cánh bưng bay xe cò bóng mi chớ lùi đối các bò mè là về hiểm trừ nên văn hóa nặng phồng nì suốt tì đẻ tổn nhọng cánh xếp tàm mà bè bày nà.